đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Yên Mỹ, cầu vượt hồ dài nhất cao tốc Bắc Nam. Công bố quy hoạch khu đô thị du lịch biển Hồ Đá Bia Phú Yên. Hội nghị sơ kết công đoàn tổng công ty Vinaconex 6 tháng đầu năm 2022. Trạm kết nối, trạm khắc thành công với hoạt động team building 2022. Chúng tiến tấn với hoạt động của đơn vị thành viên và các ban chỉ huy dự án. Vinaconex sức mạnh sự đoàn kết. Hoạt động du lịch ý nghĩa và gắn kết hè 2022 của các phòng ban tại tổng công ty. Các sự kiện đáng chú ý trong tháng 8. Công trường thi công cầu Yên Mỹ, gói thầu XL03 quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2021. Với chiều dài gần 1 km, đây được xem là cây cầu vượt hồ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam do liên danh nhà thầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex thi công. 5 giờ sáng, không khí làm việc trên công trường đã rất khẩn trương. Các nhóm công nhân và máy móc đang uốn nắn từng thanh thép để cho ra những trụ cầu chắc chắn và đảm bảo kỹ thuật nhất. Trên công trường, lúc nào cũng có 150 cán bộ, công nhân, kỹ sư chia ra 5 mũi thi công theo 3K, 4 kíp để kịp tiến độ, bù lại khoảng thời gian do giãn cách xã hội. Do là bù lại cái tiến độ, thứ nhất là do là cái thời kỳ dịch bệnh Covid-19, thứ hai nữa là do chúng ta chỉ thi công một mũi, nên là chúng ta phải bù lại tiến độ ở cái mũi thi công cầu Yên Mỹ này nó rất là căng thẳng. Nên hầu như là chúng ta là thi công 3K. Ở đây gần như là không có giờ bắt đầu và không có giờ kết thúc. Với mùa hè thì anh em bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và kết thúc thì cũng khi nào là hết cái công việc thì chúng ta mới có thể là kết thúc một cái ngày lao động. Theo thiết kế, cầu vượt hồ Yên Mỹ có 24 trụ, 2 mố và 25 nhịp superti, mỗi nhịp dài 40m. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu Vinaconex đã thi công hơn 103 tỷ trên 240 tỷ đồng, đạt 42,7% khối lượng công việc. Việc thi công cầu cũng gặp không ít khó khăn do được thi công trên hồ nước ngọt, cung cấp toàn bộ nước sạch sinh hoạt cho xã Nghi Sơn. Do đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường luôn được nhà thầu đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý, cầu Yên Mỹ chỉ có một đầu thi công bởi xung quanh đều là rừng, không có đường vận chuyển vật tư trang thiết bị, đặc biệt là hệ nổi. Cả các cái hệ nổi rồi các cái phương tiện thiết bị ở đây là đều phải sản xuất tại chỗ. Thành ra nó cần một cái lượng công nhân lành nghề rất là lớn để sản xuất các cái phao, các cái hệ nổi ở tại chỗ thay vì có thể kéo ở các cái nơi khác đấy. Cho nên là chúng ta chỉ có thi công từ một mũi để trở lại. Nên vì vậy nên là cái khối lượng về thiết bị chúng ta phải dồn lại thành một mũi và tăng gấp đôi cái số lượng thiết bị để bù lại cái việc mà chúng ta có thể thi công từ hai mũi. Cầu vượt hồ Yên Mỹ sau khi hoàn thành sẽ trở thành một điểm nhấn trên toàn tuyến cao tốc, không chỉ là tuyến đường quan trọng mà còn là một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách, góp phần hoàn thiện quy hoạch về mặt kiến trúc của khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ. Tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi, nhà thầu Vinaconex sẽ tập trung tổng lực để hoàn thành dự án với mục tiêu về đích vào tháng 6 năm 2023. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, tại thị xã Đông Hòa Phú Yên đã diễn ra hội nghị công bố và bàn giao đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 giai đoạn 1 khu đô thị và du lịch văn hóa sinh thái nghỉ dưỡng biển Hồ Đá Bia. Dự án được Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex là đơn vị tài trợ lập quy hoạch và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch. Diện tích khu đất lập quy hoạch gần 340 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 11.000 người. Đây sẽ là khu đô thị và du lịch văn hóa nghỉ dưỡng sinh thái với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, kết hợp với các khu vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch ven hồ, đồng bộ theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa của người dân và du khách trong và ngoài nước. Ngày 30 tháng 7 năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công đoàn Tổng Công ty luôn đồng hành cùng ban điều hành, động viên khích lệ người lao động vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty đã đặt ra. Tại đại hội, Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex đã gửi lời cảm ơn tới Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã luôn quan tâm chỉ đạo và sẻ chia những khó khăn mà Tổng Công ty đang phải đối mặt, đồng thời khẳng định tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng Công ty sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết sức để vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của cán bộ công nhân viên Tổng Công ty.
Với tinh thần chạm kết nối chạm khắc thành công, trong 2 ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 7 năm 2022 tại Hạ Long, gần 300 cán bộ nhân viên cơ quan tổng công ty Vinaconex đã cùng tham gia vào hoạt động team building. Đây là một trong những sự kiện gắn kết nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 34 năm ngày thành lập tổng công ty Vinaconex, 27 tháng 9 năm 1988, 27 tháng 9 năm 2022. Các cán bộ nhân viên được chia bất kỳ thành 6 đội chơi, xóa nhòa ranh giới giữa các phòng ban, giữa sự khác biệt về tổ tác, không còn khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, cùng nhau kề vai sát cánh tham gia hết mình vào các hoạt động tập thể, các hoạt động gắn kết. Hoạt động team building đã tạo nên sự đồng điệu về tinh thần, trí tuệ, sự bùng nổ về mặt cảm xúc, nhiệt huyết để tất cả các thành viên của Vinaconex kết đoàn thành một khối thống nhất, chạm khắc lên thành công. Vinaconex cũng đã trao 34 phần quà, con số ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 34 năm thành lập tổng công ty cho các cán bộ nhân viên may mắn với phần bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra, các đội chơi trong hoạt động team building cũng đều nhận được những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình. Không chỉ là hoạt động gắn kết, chạm kết nối, chạm khắc thành công, còn là lời tri ân của tổng công ty gửi tới cán bộ nhân viên của đại gia đình Vinaconex. Vinaconex muốn gửi lời biết ơn tới từng thành viên, những người đã mang cả thanh xuân của mình đến và góp từng viên gạch để xây lên ngôi nhà chung Vinaconex. Với Vinaconex, con người chính là tài sản vô giá, đoàn kết chính là sức mạnh của doanh nghiệp. Ngay sau khi sự kiện team building kết thúc, các đội chơi cũng đã lên kế hoạch ngồi lại cùng nhau để chia sẻ chiến thắng của đội. Đặc biệt hơn, có những đội đã dành số tiền thưởng để quyên góp vào hoạt động từ thiện, góp phần nâng cao hình ảnh người Vinaconex trong xã hội. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2022, tại văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Minh Phú, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ Xuất khẩu Lao động, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã công bố quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị cho ông Vũ Minh Phú đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex. Ông cũng hy vọng trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Vũ Minh Phú sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đem lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho đơn vị. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, ngày 26 tháng 7 năm 2022, Ban Chỉ huy Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã tham gia vào hoạt động thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ và tặng quà đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình có công cách mạng. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trong suốt nhiều năm qua, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đã thường xuyên có những hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi tặng quà các thương bệnh binh, các trại điều dưỡng, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm viếng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng chơi đàn và ngân vang khúc hát là cách các kỹ sư, cán bộ và công nhân tại dự án Vinaconex Green Diamond 93 Láng Hạ giải tỏa những căng thẳng, áp lực sau giờ làm việc. Không còn sự khác biệt về tuổi tác hay quê hương, giờ đây họ đã hòa chung làm một, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống. Dự án 93 Láng Hạ là một cái dự án đặc thù của công ty Vinaconex với cái mục tiêu tổ chức một cái mô hình rất là mới. Đấy là chúng tôi sẽ ghép vào ban điều hành của tổng ty và ban chỉ huy của Vinaconex CM vào cùng một đơn vị quản lý, tạo thành một thống nhất để giải quyết tất cả các công việc tại dự án. Được khởi công từ tháng 9 năm 2019, dự án Green Diamond 93 Láng Hạ là một trong những dự án trọng điểm của Vinaconex. Trong thời gian cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công trường 93 Láng Hạ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nhờ có sức mạnh của tinh thần đoàn kết mà công việc tại dự án không hề bị gián đoạn. Tất cả các em đều nỗ lực hết mình để hỗ trợ nhau. Có những cái thời điểm mà người này phải hỗ trợ công việc của người kia để làm sao cái tính liên tục của công việc không bị ảnh hưởng. Đoàn kết trong công việc là vậy, còn trong cuộc sống, 35 cán bộ kỹ sư tại dự án quan tâm đến nhau như người trong gia đình. Những ngày đầu làm việc tại dự án, anh Mười bị cơn sốt virus hành hạ giữa đêm. Một con ngựa đau, cả tàu bò cỏ. Anh em trong phòng cũng không ai ngon giấc. Cùng gõ cửa từng tiệm thuốc để hỗ trợ cho đồng đội. Quan tâm của tổng công ty và tất cả các anh em như vậy trong văn phòng, ban kỹ thuật giúp đỡ tôi. Để tôi có một cái động lực vượt qua tất cả để hoàn thành công việc trong lúc thi công. Bằng sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, họ đã xích lại, thương nhau như ruột thịt. Để từ đó khúc hát lại ngân vang, tạo thành sức mạnh của sự đoàn kết để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong tháng 8 này, công đoàn tổng công ty Vinaconex sẽ tổ chức chương trình về nguồn nhằm tri ân, tưởng nhớ và bày tỏ tấm lòng trước những anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hy sinh quên mình, ngã xuống vì một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.
Dự kiến chương trình dâng hương tại các địa danh thuộc khu vực miền Trung gồm ngã ba Đồng Lộc, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường Chín, thành cổ Quảng Trị. Nằm trong khuôn khổ hướng về kỷ niệm 34 năm ngày thành lập tổng công ty Vinaconex, hàng loạt chương trình thi đua sản xuất, hoạt động văn hóa thể thao sẽ được tổ chức từ tháng 8 năm 2022. Cụ thể các hoạt động bao gồm các giải đấu bóng đá, bóng bàn, cầu lông, tennis, cờ vua, cờ tướng, kéo co và đêm diễn văn nghệ. Đây sẽ là những hoạt động xây dựng tình đoàn kết, gắn bó của cán bộ công nhân viên trong ngôi nhà chung Vinaconex, đồng thời đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của tổng công ty và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.